Một giờ sáng tại khu giết mổ của lò mổ gia cầm tư nhân Tân Việt Minh ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Gia cầm nhanh chóng được đưa vào xử lý để kịp đưa đi các chợ. Tất cả quy trình đều được thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ thú y xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Đến 9 giờ sáng, lò mổ được làm vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tất cả sản phẩm thịt sau khi đã kiểm tra chặt chẽ được phân phối đến các chợ trên địa bàn huyện Đức Trọng và một số địa phương khác. Chị Minh Việt thì chị làm lò mổ, nhưng mà vịt ấy, thì chị chuyên vịt, chị cô thì cô chuyên gà. À, chị Minh Việt thì chuyên vịt, cô chuyên gà, là hai người kết hợp với nhau là thành một cái lò mổ. Nếu mà vịt mà nó xấu thì làm sao người ta mua? Vịt làm lên trắng đẹp này kia thì người ta mới mua chứ. Phải có thư y kiểm dịch mới được chứ. Vào năm 2003, bà Trần Thị Ngọc Minh đã tự bỏ vốn xây lò mổ Tân Việt Minh. Đến năm 2013, dự án lắp ráp về cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm đã đến tham quan và động viên gia đình nâng cấp lò mổ. Do số tiền đầu tư nâng cấp lớn nên phải sau một thời gian, gia đình bà mới quyết định mở rộng diện tích của cơ sở lên 3.100 m² với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó dự án lắp ráp hỗ trợ hơn 600 triệu. Thứ nhất là về cái mảng pháp lý, là coi như là chắc có lẽ lò của cô là lò đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng là trên phương diện pháp lý là đầy đủ. Là cái thứ hai là về là cái mặt vệ sinh môi trường rồi tất cả các cái là được cô nâng cấp lên một cách hoàn chỉnh. Bây giờ là người ta coi trọng cái thứ nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là về nước thải. Mình thải ra môi trường mà mình không bị dân thư kiện, mình xử lý tốt thì mình cảm thấy an tâm. Ý thức được việc giữ gìn an toàn vệ sinh trong giết mổ và vệ sinh môi trường xung quanh, lò mổ gia cầm Tân Việt Minh đã chia lò thành hai khu vực tách biệt: khu vực nhập gia cầm sống chờ giết mổ và khu vực giết mổ. Bên cạnh đó, cơ sở cũng đầu tư 600 triệu vào hệ thống xử lý nước thải chứa 40 mét khối nước và hồ sinh học nuôi cá trê để xử lý nội tạng gia cầm, đảm bảo chương trình vệ sinh khép kín, nước thải ra môi trường là nước sạch. Với ý thức nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm trong giết mổ, cơ sở là một trong những lò mổ được đánh giá cao trong chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành chức năng. Tháng hành động năm 2016 này thì đã được đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thì đã có cái giao ban trực tuyến ngày 25 tháng 3 đã giao cho ban chỉ đạo liên ngành các cái huyện, thành phố cũng như là xã phường, thị trấn phải triển khai đồng loạt và với các cái nội dung chính chủ yếu đó là tăng cường hơn nữa công tác thông tin giáo dục truyền thông đơn giản dễ hiểu cho người dân biết trồng ra cái rau an toàn, nuôi heo, nuôi gà an toàn và đặc biệt là biết lựa chọn mua rau thịt an toàn. Về phía sở y tế chúng tôi thì là đơn vị thường trực của ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thì cũng thực hiện ba cái nội dung chính là phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt là đã tổ chức cái lễ phát động tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 ngày 14 tháng 4 tại khu Hòa Bình. Cái thứ hai là cũng đã có cái kế hoạch số 29 về thành lập đoàn liên ngành thanh tra kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các cái huyện thành phố với hai cái nội dung chính, một là kiểm tra về công tác quản lý nhà nước, hai là ưu tiên kiểm tra các cái cơ sở thuộc tỉnh quản lý và cũng chủ yếu là các cái cơ sở trồng rau cũng như là chăn nuôi gia súc gia cầm cũng như là lò mổ của các cái huyện thành phố và các cái nơi mà kinh doanh cái thuốc thú y cũng như là thuốc bảo vệ thực vật và cái chất thức ăn chăn nuôi. Thực phẩm an toàn là một trong những tiêu chí hàng đầu được các bà nội trợ và tiêu dùng chú trọng. Trước diễn biến phức tạp của an toàn thực phẩm như hiện nay, việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh như cơ sở Tân Việt Minh có nhiều ý nghĩa. Từ những hành động nhỏ của mỗi cơ sở chế biến và sản xuất sẽ có phần đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm hàng ngày. Giữa cuộc sống tấp nập, đôi khi có những hình ảnh bắt gặp giữa phố sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ và chọn cho mình cách sống chậm lại, biết sẻ chia và yêu thương nhiều hơn. Tủ bánh mì từ thiện, mỗi người một ổ nếu bạn thật sự khó khăn.